đây giờ phà cũ nè, quốc lộ 54 thì thẳng về Cần Thơ. Nhà ra cho cái nhà cận cảnh cái nhà đẹp đẹp cho nhà coi nha. Đó, nhà đẹp cái nhà nè. Mình gần luôn nè. Mình gần tới 7x luôn cho cả nhà cùng xem luôn nè. Đây là quốc lộ 80 nè nha, hướng về Mỹ Thuận nè nha cả nhà. Mình đi hai bên đường mình thấy gì đẹp mình quay cho cả nhà cùng xem nha. Đây nè, muộn người ta đang chuẩn bị ta gieo giống nè cả nhà. Đây là một muộn sen, còn mọi cái bên kia là ruộng ta chuẩn bị ta gieo giống đó cho mùa hè thu luôn nha. Mùa hè thu là tới tháng 5 đó cả nhà, tháng 4 năm đó. Còn hướng này là đi về cầu Dòng Cống nè cả nhà, khoảng 4 cây số nữa là tới nè cả nhà, tới cầu Dòng Cống rồi đó. Hành trình đi đốt nhang cho bà đó nha, mình đi đây thấy gì đẹp gì quay cho cả nhà cùng xem, nhớ ủng hộ mình nha cả nhà. Mình quay vòng tròn cho cả nhà cùng xem luôn nha. Ở bên đó có một vườn sao nữa nha cả nhà, đó sao không nè cả nhà, đó là nó mấy cây sao không đó. Còn hướng này hướng đông nè cả nhà, đó mình quay cận cảnh hướng đông đó nha. Tại bữa nay trời nó bị sương mù nhiều quá cả nhà, mình thông cảm cho mình nha cả nhà. Xa xa đó có một bờ dừa đó nha cả nhà, đó mình gom lại cho cả nhà cùng xem này, đó dừa không luôn á đó. Đó gom luôn luôn á dừa đó nha cả nhà, dừa với nhà quê với lúa ruộng luôn nha cả nhà, với sen. Đây là tới thành phố Long Xuyên, kính chào quý khách. Đây là địa phận An Giang nha cả nhà, mời cả nhà ăn bún riêu cho mình nghe. Đây bún riêu cô kính mời quý khách, đây là tiệm bún riêu, đây xe hành trình của mình đây. Ở đây có vòng 2 tí nữa đấy. Châu Đốc Long Xuyên Cần Thơ nha cái nhà, đó xe đó thấy không, từ Châu Đốc về Cần Thơ, từ Cần Thơ về Châu Đốc Long Xuyên ở giữa nha. Mình đây ở Long Xuyên nè, mình tới Long Xuyên rồi mình chuẩn bị ăn uống kêu sáng người cho cái nhà mình vừa xem nha. Đó
xe cộ đông đúc đó, cái nhà đi qua lại nhộn nhịp luôn cái nhà. Ở chứ mình có bản muốn kêu đó, mốt em có đi Châu Đốc tận nơi ghé đi ủng hộ mình nghe đó, muốn kêu ngon đặc biệt luôn, mời cả nhà vô muốn kêu. Đó, tôi muốn kêu nè, tôi muốn kêu mini nghe cả nhà, giá rẻ bình dân nghe cả nhà, mốt đi đâu ghé đi ủng hộ nghe cả nhà. Mời cả nhà ai muốn kêu với mình. Muốn kêu ngon luôn nè, không có thịt nè, giò heo, giò thơm, giá thịt bò bún. Mời cả nhà ăn với mình nha. Đây đại ca dừa, đại ca dừa đó, đại ca dừa ăn cũng ghi với mình luôn đó, cái nhà.